The Band biểu diễn mang chục bánh nguy hiểm, suýt gây tai nạn gần cầu bông Đồng Nai. Di chuyển với tốc độ cao và không làm chủ được tốc độ lúc trời mưa, The Band có màn chục bánh đầy nguy hiểm, suýt gây tai nạn liên hoàn. Khi trời mưa, đường trở nên trơn trượt, việc lái xe chậm rãi và kiểm soát tốt phương tiện là điều rất quan trọng. Đáng tiếc nhiều tài xế vẫn chưa thực sự chú ý được tầm quan trọng của điều này, dẫn đến nhiều tình huống nguy hiểm không lường trước được. Mới đây, vụ việc chiếc xe ben mất kiểm soát khi đang di chuyển trên đường, khúc vừa qua trạm thu phí dưới chân cầu Đồng Nai, suýt gây tai nạn, khiến nhiều người xem video hãi hùng. Theo camera hành trình ghi lại, vào khoảng 11 giờ 11 phút ngày 21 tháng 9 vừa qua, thời tiết tại Đồng Nai có mưa lớn, đường trơn trượt và các phương tiện đang lưu thông hướng về phía trạm thu phí ổn định. Ngay lúc này, chiếc xe ben đi ở làn đường bên trái chạy với tốc độ tương đối nhanh hướng vào trạm thu phí. Khi vừa qua khỏi trạm, chiếc xe bị mất lái và trượt bánh, xoay 180 độ. Cùng lúc đó, chiếc xe ô tô màu đen mang biển kiểm soát 60A85029 kịp phanh gấp để tránh va chạm với xe ben. Sau khi ổn định lại, tài xế xe ben nhanh chóng lái xe rời khỏi khu vực này. Rất may mắn, sự cố mất lái của chiếc xe ben không gây tai nạn với bất kỳ phương tiện nào khác trên đường. Được biết, trời mưa lớn sẽ dễ khiến mặt đường trơn trượt và các bánh xe sẽ giảm ma sát với mặt đường. Một số trường hợp còn sinh ra hiện tượng trượt nước khi gắt rãnh trên lớp mòn không còn hiệu quả trong việc thoát nước, khiến chiếc xe vẫn lao đi theo quán tính, dù tài xế tác dụng lực lên bàn đạp phanh. Chính vì vậy, người điều khiển các phương tiện giao thông nên lái xe với tốc độ vừa phải trong điều kiện mặt đường trơn trượt, trời mưa để đảm bảo kiểm soát được hoàn toàn phương tiện, tránh xảy ra những tai nạn không đáng có. Các bạn đừng quên để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.